Hello, xin chào các bạn. Hôm nay có một cái gói hàng là một chiếc máy chơi game gồm 10.000 trò chơi. Vâng, thì đây là một chiếc máy chơi game mà em mua trên Shopee ấy. Mua nó ship từ Trung Quốc về. Thì nó là một sản phẩm máy chơi game còn so, có nghĩa là cắm vào TV để chơi được 2 người. Và chơi được 10.000 game, trong đó là có thể chơi được PS1, GBA hay là những cái game như là Super NES, những cái game Sega là chơi được. Đó. Thì sản phẩm này em mua là tất cả là gần 1 triệu nhá. Gần 1 triệu kém khoảng mười mấy nghìn nữa là 1 triệu ấy. 14.000, 15.000 nữa là 1 triệu. Đó, thì đây các bạn có thể nhìn tên nó ghi là New M8 Video Game. Thì cái này là em thấy năm nay gần đây nó mới có, chứ trước đấy thì nó không có sản phẩm này. Đó, console New Bain 1.000 game. Đó, 1.000 game này. Chơi được các retro game và có tay cầm không dây. Đó, thì ở đây nó ghi ví dụ như là PS1 và GBA này. Đó, bộ nhớ trong em chọn phiên bản này, phiên bản 64GB. Còn nếu mà các bạn chọn phiên bản 32GB, các bạn chọn phiên bản 32GB thì nó rẻ hơn được 50.000 thôi. Thế nên em chọn phiên bản 64GB nhé. Thì hôm nay em nhận được hàng và em sẽ tiến hành bóc hộp cho bác xem nhá. Đó, thì cái này là ship từ Trung Quốc về. Đó, từ cái ông này này. Đó, và nếu mà muốn hoàn hàng thì chúng ta sẽ gửi hàng về đây. Đó, nếu chẳng may nó bị lỗi và chúng ta không dùng ấy, thì sẽ hoàn hàng ở đây, hoặc chúng ta không nhận hàng thì người ta sẽ hoàn hàng ở đây. Đó, còn bây giờ em sẽ mở siêu nhá, thì từ Trung Quốc ship về. Thì bao giờ nó có trong một cái gói đóng siêu màu xám như này. Đó, chỉ có Trung Quốc nó có màu xám thôi. Nhưng mà mình thì gần như không thấy bác nào có cái xám này nhỉ. Đó, thì bây giờ em sẽ mở hộp nhá. Đây, đó, các bạn nhìn lại này. Đó, nguyên nhá, chưa mở nhá. Vào đây chưa mở này. Xem trong như nào. Thì hình ảnh ở trên mạng thì em được nhìn rồi, chứ còn về thực tế thì em chưa nhìn thấy bao giờ. Và ngày nay em mua về em review bác xem, bởi vì bây giờ là dịch. Bây giờ nó vẫn có dịch mà các cháu thì đang nghỉ học nghỉ hè. Mà cho các cháu đi chơi thì không cho được. Thế nên là chúng ta phải để các cháu ở nhà, thì cũng hơi buồn, thế nên mua này và chơi là hợp lý này. Đó, đấy nha, thì đây là hình ảnh trên bao bì hộp của thiết bị này. Đó, thì bác có thể nhìn thấy nha, cái thiết bị này có dạng giống như là cái máy chơi game NES mà hôm trước em mua hơn 100.000 đấy. Nó như là cổng này là cổng HDMI và có tay cầm không dây dạng tay cầm của PS3. Đây các bạn nhìn thấy nha. Đó, ở trên này thì nó ghi là sử dụng chip chuyên chơi game này. Kết nối được TV này. Và chơi được game truyền thống này, game cổ này. Đó, hoặc là kết nối được với cả cái gọi là cái cần giống ở trên máy thùng ấy. Đó, để chúng ta có thể chơi game đôi khác. Đây, đơn giản cái hộp đường mặt đằng trước mặt đằng sau như vậy thôi. Đây là chỉ giới thiệu là cái tay cầm 2.0 không dây giống tay cầm của PS3 thôi. Đó. Đây. Về thiết kế của sản phẩm nhá, thì nó ở trên này nó ghi thiết kế này. Em không hiểu tiếng Anh lắm nhưng mà đây đa phần là thiết kế. Đó. Đây, cái nối không dây hay gì đó này. À, hỗ trợ thẻ nhớ TF này, thẻ nhớ micro SD đấy. Đó, ở trên này thì có một số game được tích hợp nhá. Cái này đều xuất được hình ảnh 4K luôn. Đó, 4K Ultra HD game stick này. Là thiết bị gọi là stick. Cho nên những game như này này, Mame này. FC là Family Computer ấy, có nghĩa là game net ấy. GB này, GBA này, GBC này, MD này. Super NES này. PS1 này. Atari 2006 này và Atari 7800. Đó. CPU của nó là GB2. Chắc là CPU chuyên để chơi game. RAM thì nó dùng SD RAM với bộ nhớ là 256MB. Đó, bộ nhớ flash có là 128MB và phiên bản này được tặng theo kèm theo thẻ nhớ là 64GB nhé. Thẻ nhớ ngoài là 64GB, nếu mà theo như thông số của nó thì là bản 64GB. Thì em bây giờ em mở hộp xem như này. Đây, mở hộp nó đây. Đây các bạn này. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bên này là chúng ta có hai cái tay cầm không dây. Đây, hai cái tay cầm không dây như này này. Đó, cái tay cầm thì khá là nhẹ. À, dùng pin chứ. Dùng pin chứ lại không phải là tay cầm pin sạc. Dùng pin. Đây, dùng pin hai cục pin 2A, 3A nhé. Chứ không phải là pin sạc. Đó, nó là dùng pin. Đấy, nó là dùng pin này. Đó, hai tay cầm giống nhau dùng pin. Không có một số tem mác hay là ghi là của hãng nào. Đó, hoàn toàn là không có tem mác của hãng nào cả. Mà chỉ là làm giống với tay cầm của PS3 thôi. Chính xác hơn là tay cầm của PS2. Mà không dây thôi. Đây, cái nút này là nút cò này. Đấy, R2 và L2 thì giống tay cầm của PS2. Và không dây thôi, chứ không phải là tay cầm của PS3 đâu. Cái này thì giống là tay cầm của PS2, đua sóc 2 thôi. Đó. Đây là có cái cổng không dây này. Cái này chắc để cắm cổng USB. Thì nhận hai tay cầm này. Đó. Đây là dây HDMI nối dài. Đây là dây HDMI nối dài. Nha. Đây có cái cổng HDMI để cắm vào TV. Và cái thiết bị stick đấy là chúng ta sẽ cắm vào đây. Hoặc là chúng ta cắm trực tiếp cái thiết bị stick đi vào cổng HDMI của TV luôn. Đó. Đây có cái dây nguồn. Dây nguồn là micro USB sang USB-A nhé.
Đó, đây là dây nguồn này. Dây nguồn này nó không đủ nguồn theo thì chúng ta có thể cắm cái này vào cổng adapter sạc hoặc là cắm vào cổng USB của TV để lấy nguồn thì nguồn nó là 5V. Đó, à đây thiết bị nhỏ xíu ở đây thôi. Đó, thiết bị nhỏ xíu ở đây nhá, cầm khá nặng này. Tay cầm thì có vẻ hơi lỏm, cầm nhẹ. Đó. Đây, thiết bị đây. Đó, cũng không có một cái thương hiệu nào cả mà chỉ là ghi là game stick thôi, có hỗ trợ 4K Ultra ở đây. Đó, game stick line dạng thu gọn. Ở đây là cổng USB này, cổng này để chúng ta cắm cái này, cắm cái tay chơi game vào. Hoặc là chúng ta có thể chơi một cái loại tay chơi game của hãng khác là cũng chơi được, cái cổng USB chúng ta chơi được thì cái này nó hỗ trợ được hai tay cầm. Còn nếu mà chúng ta có loại kia chỉ hỗ trợ được một tay cầm thôi. Đây là cổng nguồn này, đó thì cái dây nguồn như này nhá. Dây nguồn như này. Đó. Để chúng ta cắm vào này. Đây, dây nguồn như này. Để chúng ta cắm nguồn ở đây, và lấy nguồn ở đây. Đó, đây là cổng HDMI này. Chúng ta có thể cắm trực tiếp vào HDMI của TV hoặc là chúng ta cắm thông qua cái này cũng được, đúng không? Đây, thông qua cái này. Đó, thông qua cái này nhá. Đó, và sau đó cắm vào HDMI của TV. Đó, để nối dài. Làm này thì an toàn hơn là cắm trực tiếp. Cắm trực tiếp nhiều khi nó hẹp. Đó, đơn giản, rất là đơn giản như thế thôi. Rồi, phải nhớ đây nhỉ. Đây. Đó, thì nó tặng theo một cái thẻ nhớ là 64GB và không có thương hiệu nào cả. Đó, 64GB nhé, nhưng mà không có một cái thương hiệu nào cả. Không biết là có phải 64GB chuẩn hay không. Đó, không biết có phải 64GB chuẩn không. Tí nữa mình sẽ cắm máy tính xem như nào. Đó. Đó, bây giờ nhìn lại xem là trong cuốn sách rất sử dụng như nào. À đây, có một cuốn sách rất sử dụng là bằng tiếng Trung. Thì ngay mở đầu này nó sẽ có hướng dẫn sử dụng tay cầm này. Đó, hướng dẫn sử dụng tay cầm, nó hoàn toàn tiếng Trung thôi. Chứ nó không không có tiếng Anh hay là... Tất nhiên là không... À, có tiếng Anh bên này, bên này, bên này, bên này. Đó, thì mình sẽ mở lại cái tiếng Anh nhá. Đó, thì ở bên này nó có hướng dẫn là gồm có một cái cổng HDMI này, có một cái nút gọi là nút update. Đây, nút update là nút ấn nút gì nhỉ? Chắc là update PV thì vào đây. Chỗ này cắm dây sạc này, chỗ này cổng USB, chỗ này cổng sạc này. Đó, ở đây thì sẽ có hướng dẫn cái điều khiển của cái cần cái này. Hướng dẫn của cái này này. Đó, thì ra là HD và nó có hỗ trợ được nguồn là 5V 2A, 5V 1A và 5V 0.5A. Nói chung là hỗ trợ rất là đa dạng nguồn. Chúng ta có thể cắm vào TV hoặc là chúng ta có thể là cắm vào adapter 2A đều được. Bây giờ là chủ yếu là 2A là cao nhất, còn những cái sạc nhanh thì chúng ta không nói, đúng không? Cái này hỗ trợ USB 2.0. Đó. Và cái phần menu của sản phẩm thì ở đây, tí nữa mình sẽ cắm mình chơi thử nhé. Đây, menu sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn được cái game mà chúng ta muốn cho hay chơi là trò gì. Đó. Thì ở trên này nó có cái phần gọi là chúng ta sẽ cho có cái phần là tất cả các game. Và chúng ta có cái phần gọi là list game, chúng ta có cái phần nữa là phần có thể chọn được thiết bị, dòng game và gồm có những game gì. Đó, thì các game nó đều nằm ở đây. Đó, điển hình game Metal Slug này, gọi là Rumble Loon ấy, là chúng ta lại có ở đây. Đó, hay là game đấu trường đường phố này. Đây có này. Chút nữa thì mình sẽ cắm mình chơi thử nhá, xem nó sẽ là như nào, có mượt mà hay không. Chưa được PS1. Chưa được PS1 mà mượt mà ấy thì có phải là chúng ta sẽ mua được rất là rẻ, đúng không các bác? Đó, chứ còn nếu mà không chơi được PS1 thì hơi phí, bởi vì là những cái thiết bị mà có thể chơi được nhiều game ấy thì bây giờ nó không là đắt. Chơi được game PS1 thì mới đáng là chơi, để chúng ta có thể đa được rất là nhiều game PS1 chúng ta chơi. Và em sẽ thử kiểm tra xem chơi có dễ không, và em thử kiểm tra cái core game nhé, và em sẽ review tiếp cho các bác. Ok, cái đó về em cắm vào TV ấy thì rất đơn giản thôi. Đó, các bác nhìn thấy cái đầu này, đầu của cái tay chơi cầm không dây ấy là chúng ta cắm vào cổng USB nhá. Đó, cái nguồn thì các bác cắm vào cái đường sau kia của dây HDMI thì em đã nối dài đây rồi. Nó cái đó rất đơn giản thôi, em cắm cổng nguồn vào thẳng ấy USB của TV, thế khi em bật TV lên phát là nó nhận luôn. Nhưng mà có một điều là cái này nó chỉ nhận được là đó gì đâu, chỉ nhận được 720 thôi, 720 thôi chứ chưa lên được Full HD, mà cái TV này của em là có hỗ trợ độ phân giải Full HD này. Đó, nên chưa lên được. Đó, thì bây giờ thì em chưa biết cái cài đặt như nào. Đó, nhưng mà vào cái giao diện của game nó đơn giản như này đây này. Đó. Có thể trên này chúng ta cũng sẽ có khỏi setting nữa. Thì về phần ngôn ngữ ấy thì nó không, tất nhiên là nó không tiếng Việt rồi. Có rất là nhiều ngôn ngữ thì không tiếng Việt nhé. Đó, thì chúng ta sẽ chọn tiếng Anh thôi. Đó. Nút nào là back ra luôn, nút chọn là nút A rồi. Chứ không biết nút nào là nút thoát ra. Thế mà cười.
này tao chạy nó chạy rất là mượt rồi. Chọn tiếng Anh này không biết phát ở đâu đấy. Bạn này có tiếng Việt này nhưng mà lỗi phông. Nhiều lỗi khác có cả tiếng Việt luôn nhưng mà lỗi phông. Chọn tiếng Việt nó chả tác dụng gì cả, chọn những con khác thì nó nhảy đây đó. Nhưng mà chọn tiếng Việt thì nó không bỏ gì. Đây chúng ta nhé, chọn tiếng Việt nó không bỏ gì. Thấy cái chữ tiếng Việt là bị lỗi không rồi đó, không biết là người ta làm con ngữ gì mà bây giờ nó bấm nó thoát ra không biết cái gì đây. Sau khi chọn ngữ tiếng Việt khởi động xong ấy, các bạn nhìn này, nó mất hết cả ngôn ngữ rồi. Đó, nhìn không? Bây giờ em phải vào lại setting nhé. Thì vào lại setting hay là vào menu thì ấn hai phía này cùng lúc này. Hình như là nó bị treo sao ấy, nó không có ngôn ngữ. Thế này nó mất tín hiệu luôn. Ok. Thế là không có ngôn ngữ tiếng Việt nào để vào ngôn ngữ tiếng Việt phát là lỗi luôn. Thôi tốt nhất là chọn tiếng Anh vậy. Tao đi vào lại nha. Nhưng bây giờ tốt này. Vào đâu để chuyển lại ngôn ngữ nhỉ? Vào đâu để chuyển lại ngôn ngữ thôi. Ở trên cái này ấy, thì nó có một nút gọi là nút update. Ở trên này cái này này nó có một nút gọi là nút update. Đó, thì bây giờ em sẽ vào update thử cho này. Đó nha. Đây nút này. Cho nút reset thôi. Vô là gốc. Trên mẹ làm theo lỗi luôn. Chưa kịp chơi lỗi đâu. Ok, lúc này không tác dụng nữa. Phải vào thử game cho này. Vào thử game nhé. Thì đại loại như này, ở trên này nó là glitch game. Đó, ở trên này là list game nhá, thì nó đánh dấu từ 0-1 cho đến tận hơn 10.000 đây. Đó, cắt thử lại game thì chúng ta phải chọn được trên này là hết. Đó, nhưng dường như là chọn được chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt thì nó đang lỗi rất là nhiều. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang là gọi là đó, cả chế độ classic của nó hỏng rồi đây này. Những game em vừa chơi thử này, thì trong đó có một cái game PS1 là game Gladiator này. Đó, em vào thử này. Đó, vào thử game chơi thử trước này. Đó. Thì cái này vừa rồi em chưa có chơi thử, trước khi quay phim này em có chơi thử nhé. Thì là cái lag game của nó rất là nhanh, ví dụ như game PS1 này chẳng hạn này. Đó, game PS1 này rất là nhanh, chơi khá là mượt. Cái game này thì các bác cũng biết đúng không? Game này là một thể loại game bắn súng chơi được 2 người, chơi rất là vui luôn, vô cùng là vui luôn. Nếu bác nào có tuổi thơ về cái game PS1 thì các bác rất là biết là rất rõ về cái game này. Và mà chơi tay cầm này thì rất là hay. Bởi vì nó là cái tay cầm dài dài, tay cầm của PS2 mà. Nên là chơi game tiếc là nó không đánh dấu của bé ở đây, chứ đánh dấu ô vuông hoa tròn hay là nó lắp thì đẹp hơn. Đó, chơi khá là mượt nhé, rất mượt luôn đấy. Chẳng nói là chơi game trên cái máy này rất là mượt. Chơi người đang tiếc là vừa rồi em vào phần cài đặt, em tìm thử xem là có chuyển được sang 4K hay độ phân giải cao hơn hay không. Nhưng mà khi chuyển thấy có phần ngôn ngữ và tiếng Việt đấy, thì chuyển sang thì chết mẹ luôn các bạn ạ. Đó, và không biết là này chuyển này kiểu gì. Có cái nút gọi là nút update và nó hướng dẫn ấy, thì nó ấn vào đây thì nó không bị chết được. Đó. À, ấn thoát ra rồi này. Ấn hai nút start mới là đẩy sẽ thoát ra ngoài. Cái này thì là tay hai. À. Bây giờ là exit như thế này. Đó. Ấn mẹ nút là bắt được con cá to, là ấn mẹ nút nhầm mẹ. Đó, chơi game rất là mượt. Quan trọng nhất là bây giờ là em đang muốn là mình sẽ phải chở con ngữ tiếng Việt xem như thế nào nhỉ. Để em tìm hiểu cái lại nhá. Đây cái con tay 1 đấy nhá. Cái con tay 1 này. Để thử sao mẹ.
vừa mới lắp được xong thì bây giờ lắp pin vào đốt lên đó, thì phải cài đặt cái tay đây, cái nguồn ở đây, đây con tay hai này lắp pin vào liền nó sáng được như này, đèn tao nó sáng. Nhưng mà tay hai nó lại ít chức năng, có lẽ là do vừa giờ là em dùng cái tay hai để chuyển ngôn ngữ thì nó không đứt tách. Thế bây giờ em chọn cái acid, em không thể acid được này. Đó, tay hai rất ít tính năng, chỉ lên xuống đây không thể acid được. Đó, tay hai không có tác dụng gì cả, nó là ghét luôn. Tay một thì vừa lắp xong là chết mẹ. Đó, vừa chơi được một game xong là ra để chơi chơi thử, em chơi thử rồi em sẽ review bác xem, vừa chơi thử xong là tay một chân luôn. Là lắp pin nó không tác dụng gì cả. Thế mà tả đúng là đồ đẻo mà mua 1 triệu bạc. Đó, chơi thì khá là hay, nếu mà tay này ngon thì chơi cũng được. À, có cách, em có một cái tay, game cũng cắm cái cổng kia, em cắm thử vào xem có được hay không nhỉ. Ok, để lấy thử ra đây. Đây, em có một cái tay này, cũng cắm vào cái đầu này. Đó, chơi với máy tính à. Em thử xem nào. Xem tay này nó có chơi ở đây không. Để nha, làm cắm cái người này. Đó. Đây đấy, xem nào. À, nhận này. Đó, nhận nó không biết nó nhận tay một hay không. Thế kia chơi được 2 tay, nhưng hỏng mẹ 1 tay rồi. Đó, chơi được này. Đó, chơi được nha. Đó, chơi rất ngon. Đó, có nghĩa là cái này nó sẽ nhận được tay game bằng tay game USB. Đó, cái tay game chạy USB, cắm cổng USB nó sẽ nhận được. Ok, bây giờ là tay là tay 1 được rồi đấy. Bây giờ ấn thử xem là vào menu được không nhá. Hình như là không có tác dụng gì luôn. Đó, sẽ ấn menu có tác dụng được không nhé. Sao nó nhận là tay 1 hay là tay 2. Phải lát game hơi lâu. Đó, lát game hơi lâu. Lắp game hơi lâu mới lại có vẻ như thiết bị nó không được ổn định cho lắm. Chơi tay 1. Đó, lắp game hơi lâu nhé, có vẻ thiết bị không ổn định cho lắm này. Khởi lại nhé. Khởi lại xem nào. Nói chung là cửa hàng Trung Quốc không ổn định. Tay 1 thì vừa về chơi quá đã chết mẹ. Còn tay 2 thì ít tính năng. Bây giờ chọn game thì mất tín hiệu luôn. Bỏ lắm lên. Quá dở. Và nó là thực sự là thiết bị là quá dở luôn. Thay game thì hỏng anh. Còn thiết bị để ngôn ngữ nhưng không vào được. Giờ vào game thì là bị văng ra. À, vào game giờ bị văng ra rồi. Ok nha, để em chỉ thử thôi được không nhá. Đó. Ok nhá, em sửa được cái tay 1 rồi này. Đó, đây là cái tay 1 này. Đó, bây giờ sẽ dùng cái tay 1 này vào thử xem có được không này. À, đó, vào lại cái game Gradius này xem là liệu cái tính năng của nó có đủ hay không. Cái tay 2 kia là rất là thiếu nhiều tính năng, gần như là mình không vào được nhiều thứ đâu. Đó, lát game cũng khá là nhanh, ấn tượng. Nhiều khi thì thoảng nó bị treo tí không thì hơi chậm, nhưng mà nếu mà ngon lành thì lát là nhanh. Đó, có gì nhá.
chơi rất là mượt luôn, chơi phải ngang với lại cả 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 máy gốc ấy, máy ven một xịn ấy đó. Không biết là có game khác vào nó sẽ là như thế nào. Đây, tay của em là tay một rồi. Ô, sao lại tay hai vậy? Tay hai thì nhiều tiếng khác lắm. Ô, rõ ràng đây là tay một mà. Bây giờ chuyển hay là cái này chuyển được. Okay. Lắp pin của tay một xem nào nhé. Rồi bây giờ đó là em sửa xong là tay một mà, sao bây giờ lại cái tay là tay chết mà sửa lên mà. Bây giờ lại báo tay hai. Hình như chuyển điểm cái sao. Đây này, nó có thêm cái nút gọi là nút màu vàng sáng này. Đó. Đây. Tay một lên rồi nhé. Đó, thứ hai là tay hai là không nhá, thêm một lên rồi nhá, này này đó, ở chỗ này đây thì nó sẽ có cái là khởi động lại này, chọn slot này, quên chọn slot gì ấy, lưu vào, lưu mình tự động lưu được, có nghĩa là lưu ngoài được, không liên quan đến game được. Đó, kia là điều khiển này, cái này không phải điều khiển, đa là thoát này. Đó, tiếng Việt đấy, lỗi không là không dùng được. Bây giờ chọn là thoát rồi xem nào. Ok, chắc là thoát ra ngoài thôi. Đúng rồi, thoát ra ngoài thôi. Thế là bây giờ phải làm thế nào để làm thế nào để vào cài đặt nhỉ. Ấn thử xem cái này vào cài đặt không nhá. Ok, vào cài đặt lại bị vào cài đặt lại bị mất tín hiệu rồi, lại bị lỗi rồi. Đó. Thế là lưu ý mọi người, lưu ý các bác là nếu các bác đang sở hữu chiếc máy này hoặc có ý định mua thì không nên chuyển ngôn ngữ nhé, bởi vì ở kia nó có một cái nút, nó có một cái nút ở trên giấy hướng dẫn sử dụng nó ghi update, nhưng nó không phải nút reset đâu, là một cái nút, nhưng nếu là nút hard reset thì ngon quá, thì chúng ta sẽ khôi phục lại cả đất gốc ban đầu và ta dùng, nhưng mà hiện tại bây giờ nó lại không có nút reset, lại ấn nó không tác dụng cả đó. Mà bây giờ chuyển về ngôn ngữ tiếng Việt rồi thì không thể nào mà hiển thị được cái ngôn ngữ này, là nó bị lỗi cái này, nó lỗi hết rồi. Đó, đấy em hỏi lại nhé. Lúc nãy thì em trước khi là video này thì em đã chơi thử để em làm, để em biết rõ hơn là video bắt thì mình làm cho nó nhanh, chứ không phải tìm hiểu chơi thử một chút thôi, em chỉ chơi thử có tầm 2 phút 3 phút thôi và kiểm tra các phần như là menu các thứ thôi. Đó, đây là ví dụ ở trên này nhá, cái đầu tiên nó sẽ là list này, list có nghĩa là danh sách các game này. Đó, thì đây đúng, chúng ta sẽ có tất cả các game ở đây. Đó, bên phía bên này này nó sẽ là phía bên này nó sẽ là thể loại game thì phải, thiết bị có nghĩa là chúng ta sẽ có danh sách các thiết bị đã chọn, nhưng mà hiện tại bây giờ sao này, đó, nó chẳng có cái gì cả, đó, nó đang đọc class này, có nghĩa là đang đọc dòng thiết bị này, đó, nhưng mà nó không lên cái gì cả bởi vì mất ngôn ngữ rồi, đó, mất ngôn ngữ rồi mà. Đấy nhá, không biết là cái gì đây, như đây này, đây là chơi rồi, bây giờ class nó lộ rồi này. Đó, đây bên này nó sẽ là các class, nhưng mà hiện tại bây giờ là nó bị mất phương ngôn ngữ rồi, chúng ta sẽ không nhìn được. Anh em nhớ không nhầm, đây là bên 1. Đúng rồi, đây là bên 1 này, bên 1 thì nó có khoảng 3.000 là có từ game tới 3.500. Đó, đây là bên 1 nhá, đó, có rất là nhiều game hay. Đó, phía bên này là game đã chơi. Đó, phía bên này thì hình như là game đã lưu, đánh giá game mà mình thích thì mình lưu vào. Phía này thì chúng ta có thể tìm kiếm được, nhưng hiện tại bây giờ lỗi phông bắt đầu nó không biết nhìn cái gì, mà chọn vào menu để cài đặt lại thì nó lại là thoát ra ngoài mất. Đấy, có nghĩa là ngôn ngữ Việt nó không đọc được và nó lỗi, nó thoát ra ngoài hết, rất là dở luôn. Và bây giờ cứ mò mẫm hơi buồn cười. Ok nhé, phải bỏ qua cái này, em sẽ tìm hiểu cách mà chuyển ngôn ngữ và em sẽ làm một video khác sau. Còn bây giờ thì em sẽ thử cắm vào máy tính và em copy thêm game mới xem như thế nào nhá. Ok, chắc là dễ thôi. Ok, khi cắm USB vào ấy thì ở đây là đã mất 21GB rồi. Còn trống 21GB. Và bộ thẻ nhớ là 58,2GB, đúng rồi, 64GB đấy. Và thì còn trống 58,2GB. Tổng sử dụng chỉ được 58,2GB thôi. Và hiện tại bây giờ là còn trống 21GB. Hết rất ít thì bây giờ ta phải copy nhiều game vào nữa. Đó, và bên trong thì nó sẽ là như này này. Này các bạn nhìn thấy nhá. Nó sẽ có cái phần như này.
À, có phần ngôn ngữ này không có chỉnh được ở trong này không luôn. Tất cả cái thẻ nhớ này nó sẽ là gần như cài đặt được cái thứ vào đấy, có nghĩa là cài đặt luôn. Đó, rút thẻ nhớ ra là trên thiết bị nó báo là hãy lắp thẻ nhớ rồi, thì chứng tỏ là cái này nó sẽ là cái cài đặt, mà không biết là liệu mình có chuyển được được cái gì ở trong này không. Đây, ở đây nó sẽ là phần ROM game, nó sẽ nằm ở đây. Đây là phần ảnh, không biết là ảnh gì, chắc là ảnh của game. Còn đây là phần mini, không biết là cái gì nhỉ. Phông này, phông 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 chữ là hay gì nữa. Hoặc là em tìm thử chơi nhé, xem nó có cái ngôn ngữ tiếng Việt không, nếu có ngôn ngữ Việt chuyển thành ngôn ngữ tiếng Anh luôn. Đó, ở đây này, hình như đây là ngôn ngữ này, đúng rồi, ở đây viên đây là đây. Bây giờ sẽ lấy tiếng Anh và chuyển cái tên nó giống như thế này thì là nó sẽ lại trở lại như cũ đó, đúng không? Đây, copy nó vào đây này, lấy cái tiếng Việt copy vào đây, xóa tiếng Việt ở đây đó, đổi thành tiếng Anh. À, đổi tên như này, tí nữa nó có loát đấy thì nó sẽ loát là tiếng Việt nhưng mà nó sẽ là giao diện của tiếng Anh thì nó sẽ không bị lỗi nữa. Đó, em nghĩ cách này là cách sửa được, sẽ sửa được. Đó, rất là hay. Đây này, nó có hai cái. Đấy, nó có trong này nó có mấy cái folder đều như vậy hết. Thì chuyển hết cho nó nhanh. Đây, folder này nữa cũng chuyển cái tiếng Anh lại thành tiếng Việt này. Đây. Đó, ngôn ngữ tiếng Việt thì đang bị lỗi phông mất rồi. Đúng không? Nghe nó bị lỗi. À. Đó. Ok, xem còn này không. Đây là nhạc này, đó, âm thanh này. Và chúng ta có thể tự chỉnh sửa đấy. Đó, chúng ta tìm được định dạng giống là chúng ta có thể tự chỉnh sửa được theo cái ý chúng ta thích. Đó, đây là hình ảnh này, chắc là hình ảnh giao diện. Đây, chọn thử nhìn ảnh to nào. Đúng rồi, đây là hình ảnh giao diện này, nút A, nút B này. Đó, đây là hình ảnh giao diện thôi. Ok. Đó. Cái này là tự có thể chỉnh được theo ý của mình thích, nếu bác nào biết quay vào máy tính. Đó, các nút ở đây. Đó, toàn nút bên trong kia thôi. Đây, không thì không biết là cái gì. Đó. Ok, không quan tâm đến tí, cắm vào xem thử. Bây giờ thì sẽ có thử game đây này. Đây nhá, thì các game nó nằm ở đây. Atari này, CBS này, Family Computer này, NES đấy, Game Boy này, Game Boy Advance này, Game Boy Color này, MD này, PS1 này, Super NES này, đó, Super Family Computer ấy. Đây, PS1 thì nó sẽ ở định dạng thường thường của nó sẽ là IDO nhé. Định dạng có thể là game IDO. Đó, hoặc là định dạng là IDO. Và cái này nó chắc là, để xem này. À, để thì có thể lành cái đuôi thôi. Đó, định dạng của nó sẽ chơi được nhiều. Nó dạng như này, hoặc là này chúng ta có thể chơi được. Trong đó một file sẽ là file ảnh này. Đây, mình xem thử nhé. Đúng rồi, đây là file ảnh này. File SRM này. Đó, thì đa cái game của PS1 thì nó đơn giản thôi, mình đang thích game Tekken 3 mà trong này không có. Mấy game chan chu ấy, game sát thủ ninja ấy trong này không có. Thì là mình đã lên cái trang ấy, nó là cái trang Coolrom này, và mình đào về ở đây. Đào tương đối là nhanh thôi. Đó. Đấy, mình đã đào về rồi. À, mình đào về đây nha. Đó. Sau đó mình đào về thì mình giải nén ra xem nào. Đây. Đó. Giải nén nó thử nó ra xem và sau đó có vào xem liệu nó có nhận hay không. À, với không hiểu sao những game hay như này nó lại không cho vào. Hay mà nó cho vào một số game thì khả năng những game đấy là những game nhẹ, thấy có cả mấy game cũng tương đối nặng nhưng mà chưa chơi. Fantasy không có, Fantasy nổi tiếng như Fantasy 7 không có này, Tekken không có, Metal Slug đấy, game Ramblu cũng không có. Nó mặc dù ảnh ở trên 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 hộp là có nhưng mà trong game thì không thể có. Thì bây giờ là mình sẽ giải nén, là mình sẽ copy vào thử xem là liệu có chơi dễ copy không. Đó, thì cái game này nó ở dạng pin nhé. Đó, dạng pin game Takeba này thì không biết là liệu nó có nhận được dạng pin hay không. Đó, đều ở dạng pin hết. Ok, mình cứ copy vào nhé, cứ có vào game PS1 đi. Đó. Còn không có thì mình sẽ tìm một cách mình đổi đuôi. Tìm cách mình đổi đuôi thì là cũng đơn giản thôi.
À, mình thử sâu cái đuôi này xem nào. Sâu cái đuôi lên. Đâu nhỉ? Lâu lắm không động vào cái này, không biết là sâu cái đuôi ở đâu. Hình như đây này. À đây là ẩn file không biết, thử xem nào. Đúng rồi, sâu cái đuôi lên. Cái đuôi của nó là đuôi IDO hoặc là đuôi IMG. Chứ không có đuôi, không có đuôi đuôi hiện tại nó không có cái đuôi gì cả. Đây này, vừa đao vậy là cái đuôi gì nhỉ? Không có cái đuôi pin. Đó. Thì cũng dễ thôi. Sẽ có cái phần mềm chuyển. Đây. Cover nhá. Hình như biết này này. Pin này. Sang này. Khi không có thẻ nhớ thì nó báo như này quá này. Đó, bây giờ em cắm lại thẻ nhớ nhá. Em khởi lại máy sang như nào nhá. Vừa có VPN một vào, vừa sửa file. Ô, cắm vào lát mà quên. Không để ra khẩu lại. Chán thật. Đây. Đang ngồi đây. Đó. Rồi. Ok. Đó, có ngôn ngữ luôn. Qua đây. Chỉ cần chuyển cái file tiếng Anh ở cái file gốc tiếng Việt thành file gốc tiếng Anh thì nó lại có ngôn ngữ bình thường. Đây. Đó. Rồi, tiếng Anh nhá, là cần đây này. Đó. Đó, tay một thì ấn cái này nó thoát ra luôn. Đó, thấy không? Đây, các nút ấn thì âm thanh nó như này. Đó, xem file thì không biết là dạng như nào nhỉ, mini à? Đó. Cái này thì là giao diện thì phải. À đây là xem file. Đó, factory reset này. Đó, không có cái chuyển thành độ phân giải màn hình. Rồi em xin ra đi. Đó, nhớ nhìn ra cả lát nha. À, xong cái em xong có cái file game kia không mà không có thể tìm hiểu hết trả lại. Thì à đây có. Có file game Tenchu đấy nhá. À, như đó nhỉ. Đây, Tenchu em vừa có này, Tenchu 2 này. Còn nếu mà muốn ảnh ở đây ấy, thì ở trong cái file game ấy thì chỉ cần gì ạ? File game ấy chỉ cần làm cái ảnh dạng PNG thì ở trên này nó sẽ hiển thị được. Đó, đơn giản thôi. Đó, có nghĩa là em còn chưa đổi đuôi cơ, để nguyên file pin thì mà nó đã nhận được rồi. Và nó ở cái dạng là số là hơn 10.000 cơ. Thì bây giờ chơi thử cái game này xem như nào nhé. Đó. Có vẻ rất là dễ luôn. Không. Không chơi được. Nó sẽ thoát ra. Thì là em sẽ tìm hiểu cái copy sau. Đó, cái vui nhất là bây giờ đã chỉnh được lại ngôn ngữ rồi và chỉnh được menu cài đặt rồi. Có thể trên này nó sẽ rất là nhiều game này. Đó. Rất tiếc là những game hay như là gì là cảnh sát hoàng gia, cảnh sát đường phố này em sẽ có phần sau. Đó. PS1 thì như thế thôi. Bây giờ thoát ra nhé, xem thử là cái GBA có những game gì nào. GBA sẽ thường thường nhiều hơn. Game PS1 thì nó nặng, nó rơi được khoảng bằng một đĩa CD mà. Hoặc những game Fantasy nó có những 4 đĩa CD cơ. Đó, 4 đĩa CD thì nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng 2 GB ấy. À đâu, tầm khoảng 2 GB đấy. Đó, thì sẽ tìm hiểu sau. Hoặc là Contra của GBA, Mario và Donkey Kong, Donkey Kong này. Đó, rất là nhiều game hay. Nói chung là chắc là cái GBA này nó tương đối đủ này, có Pokemon này nhỉ. À, nó không xét ra từ anime nó rất là khó, nó lướt thử xem có gì không thôi. Ăn thôi thôi nha. Đấy, và đây là game net. Game này chắc là vô cùng là nhiều rồi. Đó, game này chắc nhiều lắm. À, chỉnh lại camera căng thẳng lên nha, nhìn nó sướng. Hơi lạc tí. Đó, nói chung là lúc đầu thì chưa biết, em mới chỉ trải nghiệm qua có một 10 phút thôi, à 2 phút ạ, chỉ 2 phút để chơi thử thôi. Thế là chưa biết cách cách xử lý và chuyển ngầm nhầm ngôn ngữ thì bị treo và đã có cách xử lý rồi. Đó, để bác nào mà không biết làm thì cứ làm cho em nhé. Còn copy game nữa, cách đấy thì phải tìm hiểu hơi lâu. Em sẽ tìm hiểu và copy được ảnh và cho các bác xem luôn. Đó, và chơi được, phải chơi được thì em mới dám giới thiệu với các bác, đúng không? Đó, đây là game, những cái game nổi tiếng này. Đó, còn nét này. Đó, để có hết, thiếu thì chúng ta sẽ copy vào thôi, đúng không? Con trai bao là như thế nhỉ? Thì như là con trai 2, toàn tiếng Trung này. À, nó con trai lắm thì toàn tiếng Trung thôi. Có, đang con cứ tiếng Anh rồi mà chơi. Đó, có cái này. Game Boy trắng đen này. À, nói chung là rất là nhiều.
Game ngoài thường đây. Nổi tiếng game Rockman. Bạn nhìn màu thôi chơi trắng đen đấy nhá. Nhìn thấy màu thôi chứ game này chơi trắng đen đấy. Đây này. Nói chung là chỉ chơi được một số game cơ bản như là Game Boy các thứ thôi. Đó. Lúc đầu thì cứ nhở thấy quảng cáo ở Sega nhưng mà thực ra là vàng không có. Không thấy có Sega. Đó. Có PS1 là được rồi. Có PS1 là... Ồ, có màu nào để chờ trắng đen. Và chơi thử nữa rồi. Trắng đen thôi, đó. Trắng đen nhưng mà chẳng chắc là chơi nhỏ tí tinh màu. Nó sẽ chơi nó chỉ ở cái khung này này. Nó chỉ là cái khung này thôi nhá. Đó. Chứ còn bên ngoài này là ấy không? À, màu sắc đơn giản. À, tắt game thì ấn hai nút start với lại cả nút select và quit game. Làm bạn đang lại thoát chứ. Đó. Nói chung là cũng rất là hay. Nếu mà bác nào mà đang ở nhà cho con cái ở nhà đang trú dịch không được đi học ở nhà thì có nên mua game này. Nên mua cái máy game này nhá. Thực ra là nó lúc đầu em chưa biết tưởng nó không ngon thôi. Cả cái tay game này thì lúc đầu là vì sao nó không nhận? Bởi vì là khi lắp pin vào nó không báo gì, nhưng ấn hai này này thì nó sẽ lên, và giờ em ấn thử lên và có thể chuyển đổi được tay một và tay hai được, không quan trọng. Ấn nút menu này thì phải này, nút mode này phải này. Đó, giữ nút mode này xem nào. Hình như là giữ nút mode này nó sẽ chuyển sang tay một và tay hai được. Đó, chơi game thì rất là mượt nhé, đặc biệt là game PS1. Còn cách cài game như nào thì em sẽ tìm hiểu và làm một cái video khác sau. Rồi cái máy này em thích cái máy này, em sẽ để lại để chơi. Đó, máy này em sẽ để lại để chơi nhá, chơi chán này em sẽ tặng cho các bác. Đó, bác nào mà tương tác kênh của em nhiều hoặc là giới thiệu quảng cáo kênh cho em đó thì em sẽ tặng một cái máy game. Đó, các bác thích máy nào trong cái danh sách mà em có thì em sẽ tặng. Lần sau em sẽ làm một cái video giới thiệu những danh sách máy game mà em đang còn. Đó, đấy thì là nếu các bác xem hay thì các bác cho em một like và chia sẻ mọi người cùng xem, và các bác hãy subscribe kênh YouTube của em nhé để ủng hộ và tương tác kênh em nhiều và sẽ được tặng máy game. Cảm ơn các bác xem clip nhé, chào tạm biệt các bác.